Báo hồng và lừa trắng. Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Làm phim với chi phí không đồng. Anh em thấy anh Tây bắt chước báo hồng thế nào? Hoạt hình thì dày, ông thì dép lê, chán ông. Ai chà, còn cả con lừa này cơ à. Anh hồng này leo núi nghe vẻ xí tin ấy. Chú ý đường hộ tôi cái ông ơi. This is the time when you're climbing, nhìn buddy, cái mặt kìa, có khác là ông cụ không? Bà lừa này ấy, thì được thể hiện cười toét toét. Này thì cười này. Sướng cái đầu chưa? Sau hết cười người khác nhá. Báo hồng vượt ngục phần 1. Các bạn thấy team mình đóng giả báo hồng có giống không nhỉ? Cả anh bạn đi cùng nữa, hóa trang có đỉnh không? Tình hình là hai thanh niên này định bỏ trốn. Hồng nó cứ đứng chơi kia kìa, ghét không cơ chứ. Ô, đứng chơi hóa ra lại hay. Tập này thì chúng ta có báo hồng và báo xanh anh em nhá. Con xanh nó cứ ngố ngố các bạn nhỉ. Diễn viên chúng tôi đẹp trai hơn. Các bạn thấy mình bắt chước báo hồng thế nào? Ăn cái gì mà khiếp vậy trời? Ai chà, bắt tay như người nhớn vậy.